Hà Thương xin chào tất cả các anh chị. Và bây giờ thì Hà Thương sẽ review tới các anh chị một sản phẩm loa Bluetooth nữa mà Dạp Vũ Mai đang cung cấp, đó là chiếc loa QS4006 ạ. Và sản phẩm này khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ được tặng kèm một chiếc mic có dây như thế này. Bây giờ Hà Thương sẽ hát để cho anh chị nghe âm thanh của chiếc loa này nhé.
phẩm này thì Thương xin mời các anh chị hãy gọi điện tới số điện thoại 0975 339 339 để nhân viên của Gia Vũ sẽ tư vấn chi tiết hơn cho các anh chị về cấu hình cũng như là giá xỉ lẻ của sản phẩm này. Còn bây giờ thì Thương xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.